Hello anh em ạ, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video nhận định cá bóng trước trận đấu, và video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Dynamo Kiev và câu lạc bộ Stalingrad diễn ra trong khuôn khổ giải vô địch Cúp C1 vòng loại số 3. Chúng ta đã biết Dynamo Kiev là một trong những đội bóng được tham dự đấu trường gọi là vòng loại Cúp C1, tức là trước khi đấu trường C1 diễn ra thì những cái đội bóng được có những cái thành tích gọi là á quân hay là thứ ba thứ tư gì đó sẽ được tham dự ở đấu trường gọi là vòng loại để tranh các cái tấm vé vớt cuối cùng tham dự ở đấu trường Cúp C1. Và đại diện Dynamo Kiev sẽ gặp đại diện của Áo vào lúc 1 giờ sáng ngày mai. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó là Dynamo Kiev được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp 0.5 và kèo tài xỉu đó là 2.25. Duy nhất một kèo này có khả năng kèo sẽ được nâng lên hạ xuống tùy tình biến động của trận đấu. Anh em hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực đi vào nhận định nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trận đấu này sẽ được diễn ra tại sân vận động Olimpiyskiy National Sport Complex. Đây là sân của Ukraine, nhưng mà đây là cái phần thống kê trước đó cách đây một năm rồi anh em nhé. Hiện tại thì nó chưa cập nhật lại. Hiện tại bây giờ đang có chiến tranh ở Nga với Ukraine, cho nên là điện lại là Dynamo Kiev không thể nào mà quay trở về quê hương đá ở Ukraine được. Và hiện tại đang các cái giải đấu có liên quan tới Dynamo Kiev cũng như các cái trận đấu của các câu lạc bộ thuộc Ukraine đều đá ở sân trung lập thuộc quốc gia Ba Lan. Thì mình vừa mới cập nhật được trận đấu này sẽ được diễn ra tại sân động cái gì Waystarkro Stadium, đại khái nó là tiếng Latin của Ba Lan nên không có đọc được. Nói chung là đá ở Ba Lan. Đây là một cái kèo mà có thể nói là Dynamo Kiev được đánh giá là kèo trên. Thì chúng ta đã biết Dynamo Kiev đại diện của Ukraine chơi thường xuyên góp mặt ở đấu trường C1, là đại diện của Ukraine thường xuyên nha. Không còn xa lạ gì cái tên Dynamo Kiev nữa. Chúng ta nhìn sơ một chút về phía đội tuyển Dynamo Kiev. Đây, chờ một xíu. Đây chứ, sorry anh em. Vừa rồi thì Dynamo Kiev đang đá tức là khá là nhiều các cái trận đấu trong khuôn khổ giao hữu. Đây, vòng loại Dynamo Kiev đã đi qua xong 18 trận có 45 điểm và họ cùng Shakhtar Donetsk sẽ có tấm vé dự cúp C1. Đấy. Họ đã đá khá là nhiều những trận đấu giao hữu, chúng ta thấy này, có thể như là Dynamo Kiev là trong một trong những đội bóng đá nhiều nhất luôn, các câu lạc bộ đá giao hữu nhiều nhất luôn, bởi vì hiện tại thì Dynamo Kiev đang gọi là đi đá vòng quanh thế giới chứ không được về quê, cho nên là gọi là đá được trận nào thì kiếm tiền được trận đó thôi. Còn lại đa số mấy cái đội bóng kia thì họ đá tầm 4 trận, 5 trận, nhưng mà riêng ông Dynamo Kiev này ông làm một phát 20 mấy trận. Thì chúng ta thấy là Dynamo Kiev họ có cái cơ hội gọi là tập duyệt với nhau, nhưng mà đáng tiếc là kiểu như lịch thi đấu khá là dày, cho nên là bước tới trận đấu này thì khả năng Dynamo Kiev mất khá nhiều thể lực. Trận đấu gần đây nhất đó là ngày 30 tháng 7 đá với Everton, thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đã đánh bại Dynamo Kiev với tỷ số 3-0. Và hôm trở lại với ngày mùng 4, tức là sau 4 ngày nghỉ ngơi, thì Dynamo Kiev lại phải thi đấu. Và đây là một trận đấu quan trọng bởi vì nó tranh tấm vé dự cúp C1 mà. Còn đại diện của Stumgrad là đại diện của nước Áo. Chúng ta nhìn là đại diện của nước Áo, hiện tại thì giải Bundesliga của Áo đã đá rồi. Sau hai lượt trận thì Stumgrad có một thắng một hòa, có 4 điểm. Hiệu số bàn thắng đang là dương 1, ghi được 2 bàn. Đấy. Khá là thành công của Stumgrad mùa giải trước đó. Thì Stumgrad sau hai lượt trận thì cũng có 37 điểm, đứng ở vị trí thứ hai. Một cái thành tích có thể nói là cũng khá tốt, chỉ thau sau cái thằng RB Sandbuk này, Red Bull Sandbuk của Áo thôi. Nó chỉ thua về gọi là 37 với 55, thua cũng khá là nhiều điểm đấy. Đó. Thì đây là một trong những cái trận đấu khá là quan trọng của hai đội tuyển. Lịch sử đối đầu trước đó của cả hai đội tuyển gần nhất 2018 thì Dynamo Kiev bị đánh bại bởi Stuttgart với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ giao hữu. Và trận đấu này thì khả năng là Dynamo Kiev cũng không dễ dàng đánh bại được Stuttgart, kể cả được đánh giá là kèo trên. Mặc dù là được đá ở sân nhà nhưng mà hiện tại đây là sân trung lập, cho nên là cái vấn đề gọi là được cộng điểm ở cổ động viên ấy cũng không gọi là không được tính. Cho nên là đây vẫn được coi là Dynamo Kiev đi đá ở sân khách thôi. Stuttgart trận đấu này khả năng chiến thắng, bởi vì chúng ta thấy trong tổng số 6 trận đấu gần đây thì họ có 2 hòa 4 thắng và hiện tại họ đã bất bại 10 trận đấu liên tiếp, không có để thua trận đấu nào. Dynamo Kiev đá rất nhiều trong khuôn khổ giao hữu nhưng mà họ để các cái trận thua nhiều hơn là trận thắng.
khả năng là trận đấu này Stuttgart, đại diện của nước Áo, sẽ có một trận chiến thắng nhẹ nhàng trước Dynamo Kiev đang gọi là yếu đuối đi dần, và lịch thi đấu khá dày thế này thì Dynamo Kiev khá là thiệt thòi. Cái này mình dự kiến rằng trận đấu này Stuttgart sẽ có chiến thắng 1-0 trước Dynamo Kiev. Đấy là nhận định của mình trong trận đấu này nha. Anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video. Xin chào và hẹn gặp.